Sau đây là cập nhật tình hình COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tính từ 13 giờ ngày 14 tháng 9 đến 13 giờ ngày 15 tháng 9. Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng tính từ 13 giờ ngày 14 tháng 9 đến 13 giờ ngày 15 tháng 9, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 9 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 4 ca bệnh đã cách ly tập trung, 2 ca cách ly tại nhà hoặc tạm thời ở nhà, 2 ca tại hộ gia đình ghi nhận tại quận Hải Châu, ca bệnh chưa cách ly 1 ca. Tổng số lượt người được xét nghiệm toàn thành phố trong ngày là 100.282 lượt. Số bệnh nhân chữa khỏi bệnh 75 người. Trong ngày đã tiêm 13.931 liều vaccine, tổng số đã tiêm đến nay là 372.883 liều, trong đó có 300.988 người tiêm mũi 1, 71.895 người tiêm mũi 2. Tiếp sau đây là cập nhật tình hình dịch bệnh tại các quận huyện tính từ 13 giờ ngày 14 tháng 9 đến 13 giờ ngày 15 tháng 9. Quận Hải Châu có 3 ca mắc mới, có 5 phường không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa là Phước Ninh, Nam Dương, Hải Châu 1, Hòa Cường Nam, Bình Hiên. Quận Thanh Khê có 1 ca mắc mới, các phường Hòa Khê, Thanh Khê Đông, Thạc Gián không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Quận Sơn Trà 1 ca mắc mới, các phường An Hải Bắc, Mân Thái, An Hải Tây, Phước Mỹ, Nại Hiên Đông, Thọ Quang không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Quận Ngũ Hành Sơn không có ca mắc mới. Tất cả 4 phường của quận Ngũ Hành Sơn là Hòa Quý, Hòa Hải, Mỹ An, Khuê Mỹ không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và đã trở thành quận xanh. Quận Liên Chiểu 2 ca mắc mới. Quận Cẩm Lệ không có ca mắc mới. Và phường Khuê Trung không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Huyện Hòa Vang có 1 ca mắc mới. Các xã Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Phước, Hòa Ninh không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Hiện tại thì toàn thành phố có 28 xã phường trên 6 quận huyện, 14 ngày liên tiếp không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và hiện không có khu phong tỏa.